Thôi chị mua thuốc chứ. Rồi. Nói đèn đẹp ghê. Đó đèn đẹp ghê, nhưng mà không cho đi ra ngoài đường, hơi buồn. Tối nay con về con coi tivi các bạn. Chứ con có gì đó. Nè, tối nay con biết thư. Sau đó con đi xuống mình tìm đồ ăn con ăn. Sau đó con đi làm việc. Sau đó con đi massage mặt. Sau đó con đi làm tìm vé. Sau đó chở mình đi. Sau đó con đi lên lầu. Con tô màu. Xong rồi sau đó con đi ngủ. Hết rồi. Thì vậy mới nói là bận đó. Ở nhà gì bận vui ơi là vui. Không cần làm việc, chỉ có việc ăn. Bận ghê luôn. Ăn nè, ăn là bận hết mấy phút rồi nè. Rồi coi điện thoại hết mấy phút nè. Giá nó hết nửa ngày rồi, có điện thoại nửa ngày. Rồi xong rồi ngủ hết nửa ngày nữa. Xong rồi ngủ một xíu nè. Xíu rồi cái chơi một xíu nè, xong rồi cái đi vệ sinh một xíu nè. Đó nè, nó mặt một xíu nè. Đó. Là hơi bị bận luôn rồi đó. Đúng rồi. Nó bận ghê luôn mà chưa nó ngủ trưa luôn đó. Nó quậy ghét. Bà lên hai lần thấy nó nằm đó nè, nó mở máy coi ghét nó mới ngủ. Đừng so về trở về nó mà. Ôi, bên má kìa, chở ngô. Chứ con muốn cho con một bộ đồ chơi thôi là con có thể đi khỏi ra khỏi nhà thì mở bất cứ lúc nào mở là con có thể đi tự đi bộ một cái lề thì muốn đâu muốn dụ ghê đâu giờ đâu mua gì cũng đi à. Rồi á thì mở mua đồ chơi đi con thì mở chơi con nhà mua chơi con bắt con phải đứng yên đó con cũng đứng luôn thiệt. Mỗi mua đồ chơi cho con đi. Mỗi mua đồ chơi cho con đi. Mua đồ chơi cho con đi. Con hả? Con chơi nhà con không có một bóng đồ chơi nào trong nhà đâu. Đang chơi mỗi ngày cho mình khác cái gì. Mình ngã tư cũng hai nè con ghi. Biết không? Có từ bộ đội đi cũng hai sân bay. Ông Minh nói gì cơ cha? Ông Minh đang chỉ đường cho con đó, thấy không? Tay ông dài quá, gì món gì ra ngoài, Trời ơi. Không biết đường này là đường gì không đi? Con biết không chứ. Đường Nguyễn Ái Quốc á. Ông Minh cứ giới thiệu hoài, con biết luôn rồi. Là ngay chỗ của chúng mình của ghi làm nè. Ngay công an thành phố đi qua. Hay á, con đi rất hay thiệt á. Đi mà hát nữa mấy người Việt kiều bên nước ngoài phái nghe gì hát lắm á. Hát nữa gì? Không, thôi chú nằm nằm kể cho mình nghe. Nè đó nè nè chỗ chúng mình của Nghi. Mà chưa nha. Nè, hồi trưa cái con nằm lắm gì lúc từ trưa trưa con nằm bên người thợ nằm bên hát xong rồi cái gì mọi người gửi gì vậy đi đúng rồi đó còn đây là cổng 1 nè bây giờ tới chỗ nào cổng A42 công viên đài kỷ niệm mà đó nè đèn đẹp ghê chưa chị có quyền cũng sắp xỉ thế đến này là của em có quyền anh cả ơi hát nhạc rap nữa đó.
quê của em đấy không? Tụi em đi cà phê gà, có để mẹ ở mấy thôi. Tụi em đi cà phê gà này á, con vừa hát vừa nhảy là con là so lửa em chim lửa hát như vậy. Ờ, có quê của em đấy không? Hay nữa này à? Ơ lục, có quê của em lỡ hay á? Có quê của em đấy không? Tụi em đi cà phê gà, cô chị mẹ ở mấy thôi. Tụi em đi cà phê gà. Con thích bài này nhớ kẹo bông giòn. Tình trong bên kia chưa mới hai người cười. Và cùng em hay hôm nay người thôi. Vì em đã xây 500 nghìn nào từ bao lâu rồi. Hồng nào ngân hâm như tình yêu của đôi ta. Khi đã mua hay vừa đầy vừa bằng đẹp như bông ba. Bông ba lừa ba là mấy ở bên tay ta trôi xa. Tối đồng ghê không con? Từ ngày mặt trời lên nhau anh bỏ em chú son ra đôi mắt Jesus. Hồi nãy em thấy Jesus ở trên đây. Hồi nãy em thấy Jesus ở trên đây đi bộ. Giọng hơn chị Ni ở nhà hoài. Chị Ni ít chị. Sister 1, sister 2, sister 5, sister 7, sister 6, sister 7, sister brother. Đó là gì? Là ai? Chị Ni hả? À chị đây. Chị bóng. Nè hỏi đáp án là gì? Nó đâu? Tài bếp. Con lại nó làm có điện. Sister 5,